Vừa rồi em xin mến chào đến đại gia đình đam mê mai vàng rừng của em. Đã chào mừng cả nhà đã đến buổi live của tối đêm nay. Thì cả nhà hôm nay là một clip live đặc biệt là em bán toàn bộ là những cây sống khỏe cả nhà nha. Cây này đã em đã được em ươm trồng rồi cả nhà ha. Đây ví dụ như đây. Đó thì cả nhà thấy à, đây là vẫn là một cái bầu đinh và một lớp ngoài nó là chấu xì dừa đã mục ha. Chấu xì dừa mà tầm này cả nhà biết rồi. Thì cây chúng ta đã có rễ hết cả nhà nha. Cây chúng ta đã có rễ hết rồi cả nhà. Đây nè. Đây rễ ra cái nha, đây rễ đang vào chất trồng luôn cái nha, đó cây rất là khỏe nha, nhận về chỉ ghép thôi hoặc là chúng ta tạo tán chơi đinh thôi, đó rồi mở bát đầu tiên với cái mã là T1 và số gì? Bốn mươi tám hoành, cao là 85. Bầu đế là 41 xoay vòng chơi. Đây cả nhà. Cây dáng phụ tử cả nhà ha, mẫu tử cả nhà ha. Quá wow, ok cả nhà. Đó, tán sùm xê. Rồi, vô rồi. Với cái mã là T1 này, em cũng xin được mạn phép giao lưu với cái nhà là 1200k đã bao gồm phí vận chuyển và đã bao sống. Cây thực tàn rất ok, giờ chúng ta bẻ thôi hoặc chúng ta cắt đó ra ghép luôn nha ha. Cây rễ rất khỏe rồi, nhưng nhận về rồi ghép luôn. Giờ nhận về trồng luôn thì cái nhà trồng về thấy nó vừa cái chậu thì để vào luôn cả nhà, vì có chất trồng ở ngoài hết rồi. Đó, chất trồng ở ngoài. Đó thì cái nhà thấy ra. Đây, như nhận số cây này là em mới phủi chất trồng ra cả nhà, mới phủi ra nè. Bó bầu xong phủi ra cả nhà nè. Đó. Chỗ xì dừa mà nó mục nó hủy cái này là biết rồi. Cây em nuôi cũng khá là lâu. Đó. Và rồi, em xin vuông xuống tiếp với cái mã là T1. Tiếp tục đến với cái mã T2 là một củ mai lục lực vào số là chị. Tay cành rất ok cả nhà ha. Cây này chỉ nhận về ghép thôi cả nhà, đế đẹp. Hoành 40. 40 hoành cả nhà. Cao 42. Cao là 42. Bầu đế 44. Rồi xoay vòng chơi. Đây cả nhà ha. Cây rất là chất cả nhà. Đó, tay cành ok luôn. Chị tàn ra hết thì nhận về ghép thôi cả nhà. Chị em cắt bỏ vô hôm em mới cắt bỏ giật xuống đó nha. Đó. Quá ok. Để ra nha. Và cái nhà ngắm bụi đế đó. Để đẹp luôn cái nha. Đó. Wow, T2 quá ok cái nha. Thì với cái mã là T2 này, em cũng xin được mạn phép giao lưu với cái nhà là 1100k. 1100k đã bao gồm phí vận chuyển và đã bao sống. Bao sống sống rồi vẫn là bao sống về nhà, nói chung là đảm bảo toàn bộ cho cái nhà hết cái nhà ha, đảm bảo ưu tiên cho khách hàng. Đó, cây là đã sống rồi đó cái nhà, nó ra rễ rồi, nó cái nhà cái nhận về ghép thôi cái nhà. Với cái mã T3 cả nhà mình đây, T3 thì nó tán hơi nhiều nên cả nhà sợ nhìn không rõ. 1, 2, 3, 4 bốn chi cái nhà, một cốt lên bốn chi, ở phía này có lũa sơ thôi nhưng mà cây giá rất rẻ, nhà chỉ có 750k thôi cái nhà. Còn số là chị 750k thôi cái nhà, đã bao gồm phí vận chuyển và đã bao sống cái nhà nha. Đó. Thì hoành 39. 39 hoành cả nhà. Cao 80. Cao là 80. Bầu đế 38. Bầu đế là 38 xin dòng chị. Đó cả nhà, đó. Form tàn có sẵn cả nhà. 5 chi, ngũ phúc cả nhà ha. Đó. Chỉ có 750k, cây đã sống khỏe rồi, cứ nhận về là thích thì để rin, không thích thì ghép cả nhà ha. 750k đã bao gồm phí vận chuyển và đã bao sống. Và rồi em xin phép xuống clip với cái mã là T3. Đến với cái mã là T4 của nhà ha. Cây này là một cây thoát thân cao. Đó, lên 4 chi rất là đẹp ở nhà. Phơn tàn có sẵn ha. Thích thì chơi rinh, không thích thì ghép vào số chị. Bộ đế khá là ok cái nhà. Đó, cái dính cái gì đó đâu đó xuống. Chỉ có để xuống nữa, xuống né cái để ra. Rồi đó, đúng chuẩn. 39 hoành. 39 hoành cả nhà nha. Cao 75. Cao 75. Bầu đế 49. Bầu đế là 49, xoay vòng chị. Thì cái bầu nó không có đẹp như lúc em khai thác cái nhà, vì cái này là em bó lại, em trồng xong chất trồng em bó lại nha cái nhà thấy không? Bởi nhiều khi mà xịt ra cái nhà cũng chưa thấy nè, để nè cái nhà, này để nè, để nè, để cái nhà. Nhiều khi xịt ra cái nhà chưa thấy cái khó thấy cái đế kỹ á. Nhưng mà em bán giá rất là rẻ, quay xe gì đó. Giá rất là rẻ nha, vì thấy nhiều khi cũng không bán không có tính đế đế đâu cả nhà, bán giá rất là mềm mại luôn.
À. Thì với cái mã là T4 này, em cũng xin được mạn phép giao lưu với cái nhà là 850k. 850k đã bao gồm phí vận chuyển và đã bao sống. Phía đây là có một cái lũa rất là nhỏ nha, về chám lại cái nha, khỏi chám cũng được cái nha. Nó tạo vết thương lại cho nó xong bôi cái keo, nó khỏe xong bôi cái keo tạo sụn cái nha. Rồi đây, em xin phép xuống clip với cái mã là T4 cái nhà nha. Rồi em xin phép tiếp tục đến với cái mã là T5 của chúng ta. Một cây khá là to cái nha. Tay cành em tỉa bớt cái nha, tỉa bớt cái nha. Chứ thấy nó rậm quá cả nhà, khó nhận cái cây ra. Rồi, vào số gì? Thì cái này muốn chơi một cốt trực thì cái nhà dựng lên lại có chi về tay cành đầy đủ. Em để hơn thì dán bay đây nữa. 54 hoành cái nhà, cây rất là to cái nhà nha. Cao 65. Cao là 65. Tàn bay 75. Tàn bay là 75. Bầu đế 44. Bầu đế 44. Cây này đang chuẩn bị thay lọc cái nhà. Mà em muốn cắt luôn rồi cái nhà. Đang chuẩn bị thay lọc. Đây. Thân mình cái nhà thấy to lắm cái nhà nha. Đó. Đó. Muốn bay bay, muốn chơi trực thì trực cái nhà ơi. Quá ok cái nhà mình ha. Đây cái nhà. Thì rễ nè cái nhà. Nói chung rễ nó ra rồi cái nhà nha. Rễ ra rồi nha. Thân thì mốt méo cái nhà nè. U ngần phình phình như nè. Rất là quái cây. Có mấy cái lũa sẹt sẹt nhỏ nhỏ thôi nha ha. Không ảnh hưởng nhiều đến cây. À. Quá ok cái nhà. Thì với cái mã là T5 này thì em cũng xin được mạn phép giao lưu với cái nhà là 1800k. Đã bao gồm phí vận chuyển và đã bao sống cái nhà nha. Đó, quá ok. 1800k cho cái mã là T5 của chúng ta. Đến với cái mã T6 đó cái nhà. Thì cây rất ok nha ha. Đế đẹp luôn nha. Đó. Thì cái này em cũng giao lưu với nhà chỉ có 750k thôi cái nhà nha. Còn số là gì? Cây đẹp đặc. Đó, nhà về muốn chơi lùng lực cũng được, muốn chơi tông cao cũng được ha. 39 hoành. 39 hoành cái nhà. Cao 75. Cao 75. Bầu đế 46 xây dòng chị. Rồi chỉ có là 750k cho cái mã là T6 ở nhà nha. 750k cho cái mã là T6. Rồi đợi, em xin phép xuống clip với cái mã T6 ở nhà nha. Đến với cái mã là T7 chúng ta. Một cây cái phôm tàn ra dán cái nhà ha. Gót đỉnh luôn. Cây gót đỉnh luôn nha. Con số đó chị. Đó, ra phôm cái tán thiên nhiên cái nhà. Về bẻ lại thôi. 46 hoành cả nhà nha. Cao 55. Cao 55. Bồ đế 43. Rồi xoay vòng chị. Đây cả nhà ha. Đó, cây đặc. Đế đẹp. Lùng lực. Form quá đẹp cả nhà, form tàn quá đẹp luôn cả nhà. Rồi em sẽ quay bộ đế cả nhà cùng xem nha. Đây, đế chuẩn luôn cả nhà. Cây đặc luôn. Đó, đế đẹp luôn ha. Chót đỉnh luôn. Thì với cái mã là T7 này, em cũng xin được mạn phép giao lưu với cái nhà là 1700k. 1700k đã bao gồm phí vận chuyển và đã bao sống cái nhà mình nha. Thì tiếp tục đến với cái mã là T8 của chúng ta, vào số đó chị. Tài cành quá êm cái nhà ơi. Hoành 47 hoành cả nhà mình nha. Cao 78. Cao 78. Bầu đế 41 xây dòng chị. Chị đo lại cái hoành đi chị. Này, hoành này 47 không tới đâu nha. Đo lên cái rễ đó chị. Đo lên rễ thì nãy đo cấn rễ rồi. Đo lên cái rễ chị à. Rồi ok. 41. Chết mồ cái nhà. Đo dưới nè. Không có đâu. Số 41 tưởng số 47 được. Cứ đo xuống dưới cũng không tới 47 đâu. 41 ở nhà nhìn cái cây là biết cái nha. Những cây là không thể nào tới 47 được. Đó. Quá ok. Thì với cái mã là T8 này, em xin được mạn phép giao lưu với cả nhà là 950k. 950k đã bao gồm phí vận chuyển và đã bao sống. Tay cành rất là đều cái nhà nha. Đây. Tay cành nhà thấy rõ ràng nè. Về với cắt bớt chi lại cái nhà. Đấy mà định hình tàn thôi, còn không ghép ghép luôn nha, nhanh cái nhà. Tiếp tục đến với cái mã là T9 chúng ta. Một siêu phẩm đế cả nhà. Coi cả nhà cái đế mà nó đá với cả nhà. Đây là rễ nè cả nhà. Đó, cây rất khỏe nè, được nó bằng ngón tay
Sợi út to hơn ngón út rồi, to ngón út rồi nha. Đây nè, cây cực rất mập luôn nha. Đó, đều hết nha. Còn số chị đế dữ dằn cả nha. Cái này phải nói đế quá phí nha, khó đo lắm cả nhà, vì cái này nó đế nó như là cái cũ của nhà nên mình khó có đo lắm được cả nhà, chỉ đo hào hào cho đó cho cái nhà dùng cây to lắm, cây dụng đẹp lắm. 53 hành cả nhà, nó chảy đế quá đã cả nhà. Cao 58. Bầu đế 46. Bầu đế là 46 nha nha. À, cây quá đẹp cả nhà. Rồi phía đây là có lũa này nha, lũa sơn đây cả nhà, vừa chám lại cả nhà ha, lũa sơn thôi, tay cành là đều hết thế nha. Tay cành này nếu mà cái nhà chơi nữa thì cũng phải lọc bớt nữa nha, lọc bớt tay cành. Nó về chỉ nhận về ghép thôi cả nhà ha, thì cái này là ghép vô tư rồi nha, ghép vô tư rồi. Wow, ok cả nhà. Rồi thì với một cái tác phẩm rất là đẹp này, bộ đế quá khứ này, thì em cũng xin được mạn phép giao lưu với nhà là 3.500k, đã bao gồm phí vận chuyển và bao sống với cái mã là T9. Và rồi cái nhà thì với cái mã T9 cũng đã kết thúc clip của tối đêm nay của chúng ta. Thì em chúc cái nhà có nhiều niềm vui, sức khỏe và hạnh phúc bên mái ấm gia đình. Đó, cái nhà thấy em bán những cây mà nó rẻ, sống khỏe rồi đó, thấy ok, nhấn kèm một cái lượt like nha. Và nhớ bật chuông và đăng ký kênh giùm em với nhà nha. Rồi em xin tạm biệt và hẹn gặp lại vào 19:15 mỗi tối cả nhà nha. Rồi chào cả nhà nha. Rồi em xin thân ái chào tạm biệt cả nhà.